Mẹ để mấy cái cuốc khí sản của Melody ở trong xe hơi rồi. Mà bố lấy xe đi làm rồi. Melody, mẹ đưa Melody cái hộp với lại cái cái chén nhựa đựng đồ, đựng trái cây. Melody đi chơi cũng được. What are you making? Con làm gì vậy? Mẹ đi làm gì vậy? Bless you. Bless Mẹ, what are you making? Mẹ, can you tell mommy what you're making? Giỏi lắm. You're making a lot of sand. Whoa! You okay? Okay, good. Ngày mai mẹ đi làm bài test để cho cái thành phố kế bên đó, để xin việc làm. Mai mẹ nghỉ nửa ngày công ty. Nay mẹ dẫn mẹ đi đi chơi, ngồi đây mẹ đọc sách luôn, luyện thi.